củ loa Bass 30 của BNC chế tạo. Xin được chào mừng các quý vị khách hàng quay trở lại với kênh truyền thông của Bồ Sao Việt Nam. Hôm nay thì em sẽ xin giới thiệu đến các bác một cái nội dung video rất đặc biệt. Em sẽ mời các bác cùng đi mở nội thất cái chiếc loa subwoofer rất là nhỏ gọn này của Nexol, mang mã hiệu là LS400, sở hữu một cái củ bass kích thước 30 và cho ra được cái áp lực âm thanh cực đại lên tới 130 dB. Nhỏ như này thôi, với cân nặng chỉ có 14,5 cân thôi, nhưng mà cho ra được cái áp lực âm thanh đến 130 dB rất khủng khiếp. Không biết nó chứa cái gì, tí nữa thì em mời các bác cùng tháo ra. Em sẽ nói qua một chút về thông số kỹ thuật đấy, để cho các bác nắm. Bồ Sao Việt Nam cũng đã từng giới thiệu và review rất chi tiết rồi. Em sẽ nói lại một chút về các cái cơ bản thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc subwoofer có cái giá tiền niêm yết đang khoảng 40 triệu cho một quả. Nếu mà ở gia đình các bác thì chơi hai quả nó sẽ tốn của các bác là gần 100 triệu. Đấy, chúng ta sẽ có một cái ngoại thất đen thùi lùi như này, rất đơn giản như này, không có gì nổi bật cả, tay nắm cũng không có, bánh xe cũng không có luôn. Đấy, thế nhưng mà cũng phải nói lại một chút về cái sản phẩm này. Nexol cho ra mắt cái dòng EPS và LS. EPS là những cái chiếc loa full đằng sau em đây, và đây là cái súp dành cho những cái loa full này để đánh ở trong nhà indoor đấy các bác. Thế nên là nó sẽ có những cái đặc tính hơi khác một chút so với những cái sản phẩm trong quá khứ. Điểm đầu tiên đó chính là nó sở hữu một cái lớp sơn là sơn phủ polyurea, hay còn gọi một cách thân thương hơn là sơn phủ nhựa. Đây là cái công nghệ sơn tiên tiến nhất hiện tại, cho cái độ bền cao cấp hơn nhiều so với cái kiểu sơn trơn và sơn nhám truyền thống. Đấy. Thứ hai nữa là cái sản phẩm này có đạt được cái tiêu chuẩn chống nước chống bụi IP54. Đằng sau này nó sẽ có thêm một cái mặt bích để che cái đống này lại để tránh nước và tránh bụi. Và mặt trước thì khi mà mở hộp các bác sẽ có một cái logo để dán vào đây, nhưng mà trong hộp em để em không lôi ra đây để dán. Đằng trước chúng ta sẽ có một cái lớp e căng, hai lớp. Thứ nhất là thép sơn tĩnh điện đằng trong cực kỳ bền, và đằng ngoài được có một cái lớp vải để tránh tia UV và tránh bụi tránh nước ở mặt ngoài này. Đó, còn mọi thứ thì chắc nó cũng không có gì đặc biệt cả. Đấy, thì cái sản phẩm này có cái giải tần đáp ứng từ 45Hz tới 150Hz. Nó sẽ yêu cầu các bác có một cái âm ly có công suất tối thiểu là 500W và khuyến nghị là 1000W để đánh được cái con subwoofer này. Thì đó là toàn bộ cái thông tin mà em muốn gửi đến các bác. Đây là một cái sản phẩm không rẻ. Và hai nữa, nó là cái hàng gọi là hàng luxury trong dòng loa hội trường, loa karaoke rồi. Nhắc đến Nexol là một trong những cái thương hiệu nằm trong top 5 những thương hiệu âm thanh lớn nhất thế giới, nên bản thân khi mà gắn cái logo vào đây và đặt ở trong phòng khách của các bác, nó đã tôn lên cái giá trị trong phòng khách của các bác rồi. Xin mời các bác cùng đến với cái nội dung chính nha. Xin mời các bác cùng tháo. Đây là LS400 sau khi mà mở cái e căng này. Các bác nhìn này, điều đầu tiên mà em thấy được khi mà mở cái căng này ra này, cái căng này nó rất là dày. Đây em vào gần cho các bác nhìn nhé. Đấy, lớp e căng rất là dày. Mặt trong này là thép được sơn tĩnh điện và dày tới 1 ly nhé các bác. Đấy, với một cái quả súp bát 30 thôi nhưng mà sở hữu một cái tấm e căng bằng thép dày tới 1 ly cực kỳ chắc chắn. Mặt ngoài này là cái lưới e căng để chống tia UV, chống nước, chống bụi. Và đây các bác để ý này, phần ngoài này bác sẽ nhìn được có cái ngàm để bắt ốc này. Thì thông thường nhé, nếu mà với các cái hàng thông thường ấy, các bác sẽ thấy là ốc nó sẽ bắn trực tiếp vào trong cái mặt gỗ. Nhưng mà với các cái sản phẩm đắt tiền, hàng thương hiệu như thế này ấy, thì nó sẽ bắt vào các cái phần này, nó sẽ khiến cho các bác bền hơn. Đấy, gỗ ghiếc nó sẽ không ảnh hưởng gì cả. Đấy, rất là hay. Sau khi mở ra các bác nhìn này, nó được sơn phủ nhựa toàn bộ vào tận trong này luôn. Đấy, sơn hết luôn. Tại vì ở đây nó sẽ có cái ngàm bắt ốc, chúng ta sẽ bắt vào ngàm rồi, thế nên cái phần nhựa của gỗ này nó sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Cái sản phẩm LS này của Nexol thì nó chống bụi và chống nước ở IP54, thế nên bản thân nó ở cái màng vải tẩm dầu các bác nhìn này, nó được quét một cái lớp keo để chống nước rồi. Đấy, súp thì nó mới được quét cái này, thông thường nó full ít khi được quét. Bây giờ em sẽ tháo vào trong cho các bác nhìn nhé.
loa bass 30 của BNC chế tạo. Thì cái củ này nếu các bác nhìn trên thị trường thì nó không có hiếm, nhưng mà cái hay ho, cái hiếm của nó là ở cái thùng này. Thì em sẽ nói sâu về cái thùng. Củ này là với cái công nghệ từ neo và sử dụng củ bass của BNC. Cuộn coil là 2,5 inch và sở hữu một cái màng này là màng bằng sợi thủy tinh tổng hợp. Đấy, bass BNC thì thường là sử dụng bằng cái sợi thủy tinh tổng hợp, không được làm bằng gang. Và cái độ chi tiết của BNC nó nằm ở những cái điều như này này, các bác có nhìn ở ria này. Đấy, làm đẹp không? Chi tiết chế tác cực kỳ tuyệt vời. Đấy là điểm mà BNC không phải tự nhiên, mà BNC lại cung cấp rất nhiều củ loa cho các cái hãng loa nổi tiếng. Đây là cái thùng loa của cái sản phẩm này. Các bác nhìn này, ở cái mặt trước này, cái phần mà tiếp xúc giữa củ loa với cái thùng ấy, thì hãng có làm cái răng cao su để làm kín. Thì khi các bác bắt vào thùng ấy, thì nó sẽ kín hoàn toàn. Ở trong này là bông tiêu âm, trắng bóc. Và đặc biệt em rất bất ngờ là cái dây này, cái dây kết nối này nó cực kỳ chắc, chắc lắm luôn. Và nó được hàn vào cái khu vực kết nối đằng sau ấy. Đây em quay lại cho các bác nhìn. Hàn chắc kinh khủng luôn, rất không đứt. Đấy. Thì đồ hãng bao giờ cũng vậy, họ làm rất chi tiết và rất tỉ mỉ. Thế thì với các cái củ loa thông thường ấy, cái đắt nó nằm ở cái thùng loa. Chứ cái củ loa thì bình thường thôi các bác ạ. Bình thường là nếu mà các bác đánh nhá, cháy cái củ này các bác có thể mua củ khác để lắp vào đây. Nhưng mà cái thùng này rất khó kiếm, đấy là lý do. Thì thông thường một cái củ loa này bên chính hãng, bên BNC họ bán cũng chỉ tầm khoảng hơn 10 triệu một củ thôi. Nhưng mà cái thùng này các bác có hỏng cũng không thể mua lại. Thì đó là lý do. Thì ở đây các bác nhìn là cái bát nó sẽ được bắt và nó nằm hơi nghiêng một góc 10 độ. Một cái nữa em để ý đó chính là cái phần này. Mặc dù cái mặt ngoài này nó chỉ dày 15 thôi, nhưng mà mặt trong này em đang thấy là nó dày khoảng 18 đó. Thì đó là một vài cái đặc biệt của cái thùng loa LS400 mà em giới thiệu đến các bác. Đây là một cái sản phẩm cực kỳ chất lượng của Lexor. Em nghĩ là nếu mà các bác đã được nghe cái tiếng của cái sản phẩm này đánh thì các bác sẽ khó quên. Mặc dù nó chỉ xuống được đến 45 hạt thôi, nhưng mà tiếng đánh nó rất là chắc. Thì với những ai mà thích nghe remix hoặc là EDM này, hoặc là nhạc điện tử, thì cái sản phẩm này sẽ đáp ứng được. Còn ngược lại, nếu các bác nghe nhạc vàng hay là những tiếng trầm sâu lắng hay là mềm, thì cái sản phẩm này nó sẽ không hướng đến các bác. Rồi hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Em sẽ tháo những cái con súp to hơn, đắt tiền hơn để cho các bác cùng xem. Hy vọng được các bác ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.